Hey hey hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rita. Thật ra thì Ca đã có hướng dẫn làm cái hoa này full clip rồi, nhưng mà các bạn bảo là cái bước mà làm cánh thứ ba và cánh thứ tư nó rất là khó, các bạn không thể bẻ được, nên là Ca sẽ làm lại cái bước này thôi, thật là chi tiết, thật chậm rãi và tỉ mỉ cho các bạn nha. Thank you.
Thank you.